cái tất nhiên thì là được cái này thì sẽ mất cái kia. Ở Vâng. chỗ sau em thì là sẽ tiện hơn một chút. Vâng. À, nãy Khâm cũng đo cái công tơ mét xe máy rồi. Nó không đến 400 mét đâu. Từ đây đến nhà của em hơn 300 mét thôi. Chắc tầm đấy thôi anh Ừ. ạ. Vâng. Từ đây đến nhà của chơi thì có hơn 300 mét thôi. Nếu mà kéo thẳng cái đường dây nước về, tất nhiên là nó vẫn còn mấy cái chỗ kia vòng vòng. Dây nước thì cũng không căng được như dây điện. Vâng. Thì mình cứ ước chừng độ khoảng 300 mét dây vòi nước nữa. Thì cái chỗ này là cũng không quá xa so với nhà chơi. Cháu Khâm mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Các bác thân mến, Khâm tiếp tục quay trở lại mảnh đất của anh Say, và hôm nay không có anh Say, anh em mình vẫn quay trở lại. Thứ nhất thì là Khâm muốn đo lại đúng cái diện tích của cái mảnh nương này của anh ấy đang muốn bán lại cho anh em mình. Và những cái mà bác Hùng đang băn khoăn cũng như là nhiều khán giả cũng sẽ có những cái thắc mắc tương tự, thì sẽ có những video tiếp theo anh em mình gặp anh Say và tiếp tục là hỏi thêm để anh cung cấp thông tin thêm cho anh em mình. Nếu như hợp lý thì có thể là cái miếng đất này mình sẽ có duyên giao dịch với anh Say mọi người nhé. Bác Hùng cũng đã xem và hiện tại là anh em mình quay trở lại tiếp tục là xem thêm một cái mảnh đất này. Thứ nhất là hôm nay Khâm lên sẽ cùng em chơi đo lại cái diện tích này về cơ bản thôi, đo lại cái cơ bản cái diện tích này xem là nó như thế nào. Và hôm nay là cũng muốn là cháu Nu nó sẽ cùng ra đây để cùng xem. Nhưng mà đi đâu nhỉ, chơi nhỉ? À, đi làm rồi anh ạ. Đi làm à? Vâng, đi hủ, đi 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 khóa ngô của họ này. Khoán ngô đi, à? Vâng, đi bệ ngô. À, thế là hôm nay gọi là chung là đi khoán thì là đi lấy tiền của họ rồi đúng không? Vâng. Đi làm và lấy tiền của họ, thành ra thì là không ra được. Vâng. Thế cháu ấy bảo sao? Cháu ấy bảo là cháu không ra đường thì để em ra cũng được. Đấy. Ừ, để cậu ra cũng được. Vâng. Thế muốn cho ra xem. Muốn cho ra xem thì là để xem là có thích ở đây hay không, hay vâng. là có ý kiến gì không, bởi vì mình là mình mua cho em ấy. Vâng. Bác Hùng cũng bảo anh là bảo em gọi Nô ra đây để xem là có ưng ý hay không, rồi vâng. có ý kiến gì không ấy. Vâng. Thế liệu nói gọi điện thoại chắc là biết chỗ này rồi đúng không? Vâng, em cũng gọi điện qua cho nó rồi, bảo là sẽ đo đạc ở đây xem nào như thế nào thì thấy mua mảnh này hoặc là như thế nào, thì nó bảo là ừ thế thì cậu đi xem đi, hôm nay nghĩ là chỗ nào nó cũng ưng thôi gì. Vâng, chỗ nào thế cũng thì được. Về đây anh bảo em vâng. em lên đây à, có khả năng là em sẽ hộ anh đi theo chiều này nhé. Vâng. Em biết đất của Sai không? Có. Đây đây cắn, vừa đi vừa kéo thước luôn nhé. Chắc là em phải vòng vòng vèo vèo nào vâng, qua vâng. được cái này ra đến cái chỗ cây cây sa mộc, chú ý nhá, đá đấy xếp thôi chắc không đấy. Những nhận xét ban đầu của tất cả cái khán giả cho mảnh nương này thì là nhiều đá. Ai ai cũng nhìn thấy là nhiều đá, và cái địa hình dốc thì khỏi phải nói rồi, dù là miếng của trơ hay miếng của Hà hay miếng trên nhà của em trơ thì là cũng nhiều đá như vậy thôi, chẳng qua là những miếng kia thì là những gia đình của họ có cái thời gian và có sức lao động cải tạo thì họ họ xếp đá lại, họ đổ đất và họ làm nương. Đến đây thôi anh ơi. Chỗ đấy đúng không? Vâng. Bây giờ em căng chưa? Căng rồi. Đấy là cái chỗ mà hình như là mình bước lên giáp danh với đất của họ đúng không? Vâng. Được rồi, đợi đợi tí để anh xem nào. Đến cái chỗ cục đá này của mình là 15m6. Ok, bây giờ lại em lại về theo hướng này giúp anh. Vâng. 15m6. Bây giờ là đo từ chiều này. Khâm sẽ bây giờ Khâm bắt đầu Khâm đi chiều này. Xem là cái chiều tiếp giáp với lại cung đường ấy. Thực ra là mình vẫn còn mấy mét đất nữa, mình không không phải của mình. Chưa nói là của mình, mà đây là đất của anh Say. Đây đúng không nhỉ? Đúng rồi. Chỗ trồng cỏ danh này đúng không nhỉ? À đâu biết, đến bên này, đến bên này. Không phải cỏ danh mà là cỏ voi. Em đứng ở đấy nhá. Vâng, vâng. Đây đây, đến bờ đá này.
tiếp tục là 15m6 nữa. Thế là cái chỗ mình đứng đúng là trung tâm luôn. Vâng. 15 với 15 là 31m2, cái tính là 31m. Dài nhỉ. Có cần phải chiều dài nó chiều sao không anh? Bây giờ em về đây. Anh em về đây để mình xem chiều cạnh huyền góc vuông thôi. Còn cái này là cái này thì nếu mà muốn đo theo chiều diện tích ấy. Vâng. Thì anh sẽ phải hạ trên kia xuống và làm sao là cái dây của mình bằng đến cái ngọn cây xăm một cái kia căng vào. Vâng. Hôm nay đang bảo chặt mấy cây dài dài nhé, nhưng mà ở đây không có cây nứa nào dài dài. Bây giờ em đợi anh sẽ ở bên này. Rồi nha, bây giờ em đi thẳng vuông góc với anh ra cục đá này này. Đến đây thôi nhỉ anh nhỉ? Qua cái chỗ mỏm ngô kia kìa. Đi đến cái chỗ mỏm cây ngô kia luôn. Bằng đấy luôn nhá. Vâng. Bằng cái chỗ mỏm cây ngô chưa? Xuống tí nữa anh ơi. Ờ, xuống rồi, đi. Rồi. Đến tiếp giáp với đất của họ là đứng 15m9. 15m9 là cạnh huyền của tam giác. Bây giờ muốn đo được cái chiều đúng của cái diện tích đất này ấy, thì cái này về tính bạn nào giỏi tính toán tính góc alpha là nó sẽ ra. Nhưng mà để mình nếu mà làm thủ công ấy thì đúng phải bằng cái ngọn cây sam màu kia kìa. Căng thẳng về cái chỗ nãy anh đứng ấy. Từ đứng ở đây, không phải lên đâu. Bây giờ anh sẽ xuống dưới để mình đo cái chiều đất bên dưới. Bởi vì hôm nọ anh say ước chừng là cái đất bên dưới là nó sẽ hẹp hơn. Wow. Từ nhá. Đá nó hơi nhiều, rất là gơi. Cái này chỉ cần ngã cái là sắc mặt trơn lắm. Hôm nọ anh lên xem còn trơn gỡ cơ. Nay là thưa mọi người là anh em mình phải chủ động lên buổi chiều thôi. Lên buổi sáng thì là cái chỗ này trơn lắm. Đây những cái này ấy, kể cả sau này nếu mà chốt hạ mảnh đất này thì bên này chỉ có để trồng ngô, trồng rau thôi. Đá rất nhiều và mình hiện tại là có một cái mặt bằng ở khu bên dưới trồng đậu này. Thì mình sẽ cứ lấy làm cái điểm mặt bằng chung để mình triển khai ngôi nhà. Đến qua đây giáp danh đất của họ luôn. Căng chưa? Căng rồi anh ạ. Đúng ra là 24m30 phân, chứ không phải là mười mấy mét. Chiều bên trên là 31m, chiều bên dưới là 24m. Và cái chiều cạnh huyền này của mảnh đất này thì là 15m5, 15m6. Về thu thước lại đấy. Vâng. Thế là cái diện tích sẽ rộng hơn cái ban đầu mình ước tính đấy mọi người ạ. Một chiều tiếp giáp với lấy cái mảnh nương giáp đường của họ thì là 31m. Chiều bên dưới thì được 24. Và không ở đây thì ở đây muốn đo được ấy thì nói rồi, mình sẽ
buộc cái dây của mình vào cái úng cái ngọn cây thông cái căng thẳng vào. Thì với cái diện tích này thì không nghĩ là nó sẽ được. Áng chừng nó sẽ rơi vào khoảng 18 mét nữa. Đấy. Vậy là mình sơ bộ đo qua cái diện tích cụ thể một lần. Bởi vì trong cái video hôm nọ thì anh Say với Khâm áng chừng thì nói chung là nó chưa chuẩn được. Đấy, hơi lệch xa, hơi xa đấy. Bởi vì mình áng chừng bên trên thì đâu đó là có hơn 20 mét. Thì là ngày hôm nay đo thì đúng thực tế ra nó, mình cứ tính dôi dư thì nó vẫn có khoảng 30 mét. Đấy. Khâm đo là một chiều là 15m6, một chiều nữa là 15m6, thì đúng ra là nó là 31m2, đúng không? Vâng. Chiều bên dưới là 24m30 phân, thì cứ tính bên này là 24, trên kia là 31 đi. Đấy, chiều cái tạm thời này là mình cứ tính là 15m6, cứ tính là 15m5 đi. Đấy, trừ đi sai số một chút, bởi vì trong quá trình căng tước thì có thể là chỗ này võng chỗ kia võng một tí, với lại diện tích đất thì nó sẽ chỗ này thụt vào chỗ kia thụt ra đi. Đây. Chơ là bảo là hôm nọ nói chuyện với anh là cũng tính là mình mua thì mua đến đây đúng không? Vâng. Cái chỗ xếp đá này đúng không? Vâng. Xong là nếu mà mình muốn xếp đá ở đây luôn thì vẫn phải xếp dưới lên, xong rồi can một cái dây cước để thảm vào trong kia về đây luôn. Ừ. Đấy là ý tưởng của em đúng không? Vâng. Ý tưởng của anh là hôm nọ anh bảo với anh Say ấy thì cái đất, cái đá này thì ngày trước là cũng là các cụ người ta xếp ở dưới lên thôi. Vâng. Nghĩa là người ta sẽ chọn lấy một cái điểm bằng phẳng để người ta xếp lên tương đối bằng phẳng thôi. Sau đó là người ta sẽ hất đất vào để làm ngô đúng không? Vâng. Em sinh sống nên lâu thì em biết thừa là vâng. Là để mà canh tác, muốn canh tác được trên này ấy, vâng. Thì bắt buộc là ông bà mình, bố mẹ mình phải chịu khó đi khai phá. Vâng. Khai phá ở đây thì chứ không phải là đi chặt cây chặt cỏ ra là có đất làm đâu, mà là ở đây là phải đi đây những cái thửa đá như thế này là phải đi đập đá này. Đấy, nghe sức bằng sức người đập đá ra, bê cục đá về xếp. Wow. xếp lại sau đó thì là bắt đầu là đất thì nó cũng có sẵn, nó bắt đầu cào đất từng tí về, bắt đầu cào dần, sau đó mình canh tác ngày này năm này qua năm khác thì nó thành một cái mảnh nương như này. Đấy, thì cái chỗ này thì ông bà của anh Say ấy thì ngày trước cũng bảo canh tác nhưng mà sau đó không làm được thì là nó cũng không có cái thế đất bậc thang ấy. Nhưng ngay bên cạnh này bên Hà thì cũng chịu khó làm được canh tác được, thì ví dụ như ở đây nhé, nếu như là các cụ mà có sức khai phá thì họ lại xếp đá mà nghe. Xếp đá và đập cục to ra lại xếp lại một hàng như này lên và đổ đất vào thì y chang như cái mảnh đất nhà em anh kia. Thì là nó một cấp, hai cấp, ba cấp lên mặt đường. Vâng. Nếu như nhà của chơi thì mình chỉ làm nhà, nền nhà của mình sẽ nằm ở cấp trên này này, không phải cấp dưới này đâu. Thì hôm nọ ý tưởng của chơi là đây đúng không? Vâng. Mua đến đây đúng. Nhưng mà anh thì lại khác. Vâng. Anh thì cũng thấy ở đây đá rất nhiều. Đá rất nhiều nhá. Nếu mà mua ở đây nhá, cực kỳ là nhọc công phá đá. Rất nhiều bác khán giả xem được video là đã cho những bình luận trên dưới video của cháu Khâm luôn. Đấy, Khâm cũng biết được điều đó, Khâm cũng trong video đó Khâm cũng nói rồi, nếu mà có mùa ở đây thì liệu rằng là bác Hùng và các nhà hảo tâm còn cho kinh phí để san lấp mặt bằng không, để làm nhà không, thì chốc nữa Khâm sẽ trả lời thêm cái này nhé, bởi vì hôm nọ Khâm vừa nói chuyện với bác Hùng. Đây chờ ạ. Dạ. Hôm nọ anh bảo với lại anh Say ấy, này mình sẽ mua đến cái chỗ này. À, thả hai cây này luôn. Hai cây sang bông này, thẳng ra, tít ra bên kia. Vâng. Em hiểu không? Vâng. Thẳng tít thế ra cái chỗ mỏm cây ngô kia. Vâng. Thẳng ra bên kia, thẳng tắp ra bên kia luôn. Đây thì là em thử đo cho anh xem chỗ này bao nhiêu. Căng ra chỗ cây sang mộc kia vào đến cái chỗ mà... Dần được không ạ? Em nâng lên một tí nữa, em nâng lên một tí nữa. 2 mét này. 2 mét hoặc 3 mét đấy. 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi. Đấy. Thì là mua dài thêm 2 mét rưỡi nữa. Vâng. 2 mét rưỡi mà nhân với chiều dài 24 mét. Chẳng qua là mình chưa có kinh phí để mình khai phá cái mảnh đá này thôi, mảnh nương đá này thôi. Nếu mà khai phá ra thì sẽ có một cái mặt bằng
và sẽ có một cái khoảng không gian rộng đấy, phía bên kia vẫn có thể làm chuồng làm trại, đúng không? Trồng rau thì phía bên trên cải tạo tốt, vẫn có một chút để trồng rau, nhưng mà để mà trồng ngô các thứ nhiều thì chỉ có thể là các em ở đây, nhưng mà như em bây giờ ấy, đến mùa thì lại vào trong kia làm mùa, trồng ngô, thu ngô. Thế vợ con vẫn đang ở trong kia gì? Vâng, đang trồng đấy để đúc cụ để ngô nó khô nhanh tí. Đút củi ở chỗ nhà bé, ngô vẫn để trên nóc kia à? Vâng, bởi vì mưa quá không có chỗ để phơm ấy. Mưa, mấy hôm nay thì mưa nhiều rồi, không nói rồi. Mưa cả ngày. Được rồi, gác lại câu chuyện gia đình đi. Bây giờ quay trở lại với cái mảnh đất ấy. Thì là ý tưởng của anh, lúc về xem cái là bắt đầu lên ý tưởng rồi ạ. Không có lên ý tưởng rồi, anh say cũng bảo là san lớp mặt bằng đến đây, đá đập về thì lại kè theo cái cũ này lên này. Kè theo cái cũ này lên. Với cái lượng đá này thì mình thấy rất nhiều. Nhớ nha, ngày xưa phá nhà anh Mỹ là cũng tương tự như thế các bác ạ. Đá cũng nhiều, đương như đá A Mỹ là còn không nhiều bằng này. Nhưng mà hồi đó là phá ra là bọn anh là phải kè một bức tường với kích thước là bên dưới thì có thể gần mét luôn, phía bên trên thì càng lên trên thì anh Mỹ càng thu hẹp vào, nhưng mà thu hẹp vào đến mấy thì vẫn còn 50 phân kè vào. Thì là đợt này nếu mà có chốt hạ mảnh đất ở đây ấy, tích cực là phá đá hết ra, sau đó thì mình sẽ kè từ chỗ hàng cây thông này, kè một bức tường cũng 60 phân tiếp. Kè diện tích mình nhà bao nhiêu thì mình kè bằng đấy thôi. Có thể là kè qua cái bức đá phía bên này, qua chỗ cây này đi đến cái chỗ thửa trồng đậu bên này. Đấy, thửa trồng đậu dài đến đâu thì mình kè đến đấy. Xong là kè cao lên bằng cái mặt bằng này. Sau đó là tiếp tục là phá tiếp. Phá tiếp đá về, lấp vào cái khoảng mình trống mình kè này này. Đá đấy nhiều mà, đá đấy. Có hò thì không phá được thì mình nếu mà mình dùng xà beng xong là cậy nó rơi xuống hơn là... đập nào đập được hòn nào thì đập đấy, nếu mà không đập được thì cho vào mình đây sẽ thôi. Làm từ vào để hạn dưới này, nhưng mà trước mắt là sẽ phải phá được đá để kè ở đây đó. Vâng, đấy, phá được đá kè ở đây đó, sau đó là mình mới lấp đá. Vâng, và bức tường đá này sẽ kế hoạch là sẽ phải dày khoảng 60 phân. Vâng, đấy, đào phía bên dưới lên xong là kè lên. Vâng, em thử đứng xuống dưới kia để anh đo cái chiều cao này nó bao nhiêu này, xem bức tường mình sẽ cao khoảng bao nhiêu. Anh trừ luôn đi, xong mình còn đào. Em chắc là em ra một tí nữa. Bên này. Bởi vì là thẳng đến chỗ cây thông. Cho xuống gốc. Em cứ thả dây xuống. Thả dây xuống. Rồi. Được anh. Tầm đây áng chừng ra ở đây. Ít nhất là sẽ phải kè lên cao bằng này thì bức tường của mình sẽ rơi vào độ khoảng 3 mét. 3 mét luôn. 3 mét. Bức tường 3 mét. Với lại cái độ dày thì là 60 phân. Thì Khâm đã từng làm nhà A Mỹ. Thì mình nhìn vào khối lượng đá này ấy, nếu mà phá ra hết cái chỗ khối lượng đá từ bên kia về đây ấy, thì nó sẽ rất là nhiều đá. Thì mình sẽ có đá để mình kè bức tường lên, sau đó là mình sẽ lấp chỗ này để cái nền nhà của mình sẽ được rộng hơn. Biết là phá thêm vào trong để lấy diện tích, đúng không? Vâng. Nhưng mà mình vẫn muốn là sẽ rộng hơn ra bên này để làm nhà xong phải có một tí hè, tí hiên chứ. Vâng. À, thì hôm nay là lên thì không muốn là cho Nô cùng ra xem thực địa mảnh đất. Bởi vì đi đến mảnh nào thì anh em mình cũng dẫn em mới đi. Nhưng hôm nay thì là... thấy em chơi bảo là đi khoán trồng cây thu ngô đúng không? Vâng, đi mẹ ngô. Bây giờ tiếp tục nhé, em đo vào đến cái gốc cây thông kia cho anh. Vâng. Bởi vì là dự kiến ban đầu khi mà mới đặt chân đến đây ấy, giả sử nếu có chốt ấy, thì là không cũng đã định hình trong đầu là cái nền nhà của mình sẽ phá đến cái chỗ cây thông kia. Em hạ xuống. Đấy. Vuông góc với cây thông chưa nhỉ? Vuông rồi. Nếu như đến đây thì nó sẽ rơi vào là
7m7. 7m7 mà đua ra 2m rưỡi nữa thì nó sẽ được bao nhiêu? 10m à? Đúng không? Ừ. Vâng. Tính ra thì chắc là làm nhà nhỏ nhỏ thì 5m thôi. Thì đến đây cũng được. Phương án mình sẽ cứ linh hoạt thôi. Vâng. Linh hoạt ra mà làm thôi. Nếu mà phá mà không được cái nền thì mình sẽ kè thêm, còn không được thì là mình sẽ vẫn kè, nếu có kinh phí thì vẫn kè. Vâng. Không, cái nhà của Chơ Nô thì là đến bây giờ lại chia sẻ tiếp, cái nhà của Nô thì có lẽ là diện tích cũng nhỏ nhỏ thôi, bác Hùng và cái nhà tầm cũng mong muốn và đề xuất như vậy, kinh phí thì cũng trong tầm như vậy, thì một chiều có thể là 5m, một chiều có thể là 8m, đúng không? Vâng. Chiều dài 8m thì làm như thế thì nói chung là xe vẫn có 2 phòng ngủ, nói chung là vẫn có thể làm được như những nhà anh đang làm hiện tại, nhưng mà cái diện, cái không gian của phòng khách và nhà bếp thì có lẽ là nó sẽ gói gọn nhỏ thôi. Vâng. Công trình phụ ở trong nhà nữa thì nó cũng gói gọn nhỏ nhỏ thôi. Đó, ý tưởng đang là như thế. Phòng ngủ là cũng sẽ hơi nhỏ hơn đối với những nhà khác. Những nhà khác được 9m thì phòng ngủ này 5 với 3 thì khả năng là 2m rưỡi, nhân với lại 3 thì 2, 3 là 6. 35, 15 thì cái phòng ngủ chỉ được 7,5m2 thì vẫn đủ để sinh hoạt. Không biết là có duyên để mà chọn lựa cái mảnh đất này không, nhưng mà mình khi mà Khâm bắt đầu xuống đến đây thì sau khi là đặt vấn đề rồi là hỏi anh Say ấy, trước khi quay video trước đó ấy, thì mình cũng có một cái cảm giác rằng là mình sẽ có duyên làm việc ở đây mà chưa biết được như nào. Bác Hùng xem thì bác Hùng cũng nói chuyện với cháu Khâm, mọi người ạ. Hai bác cháu thì tâm sự cũng lâu lâu phết. Thì bác cũng muốn biết thêm về cái góc độ pháp lý về cái mảnh đất cho nó rõ ràng. Bởi vì bác thì rất là quan tâm, yêu thương hoàn cảnh. Có mua cái gì thì phải có giấy tờ rõ ràng. Mảnh đất ở đây, ấy, kể cả nhà chơi sau này, không chỉ riêng là giấy tờ hôm nọ mình viết trên tay đâu. Mà sau này thì là đến khi mà có sổ nhé, thì là các em phải với chủ nhà làm sao tách bìa, đúng không? Vâng. Đất đai thì mình mua bán, mình cái trước mắt thì là mình làm biên bản, mình quay video để làm bằng chứng là mình đã mua của họ thôi. Chứ thực tế thì pháp luật công nhận thì đất đai quyền sử dụng phải có bìa đỏ. Vâng. Thì cả Hà sau này là tách bìa là em cũng phải liên hệ với chủ. Vâng. Sau đó bắt đầu là tách bìa ra về tên của em. Vâng. Thì chỗ này cũng thế. Thì bác Hùng đang muốn anh em mình về mặt cái pháp lý là phải rõ ràng hơn với anh Say. Vâng. Xem là đất này là có sổ không này. Sau đó thì là đất này có chuyển nhượng được không? Chuyển nhượng như thế nào, hình thức như thế nào? Bằng mọi cách là phải sau khi mình mua xong, mình có làm nhà xong, tới này về mặt pháp lý giấy tờ là phải tên của Nô. Vâng. Em hiểu không? Vâng. Đấy. Cái mảnh này nó có sổ đỏ mà. Có. Vâng. Thấy có anh Say anh bảo có. Vâng. Thì mình sẽ gặp anh Say tiếp tục là tham vấn những cái mục này. Hôm nay Nô không ở đây thì hai anh em Khâm với Chơ vẫn đến và ghi hình video. Nhân tiện là phải đo đạc lại cái diện tích. Đấy. Vâng. Diện tích nó là như thế thì Chơ thấy thế nào? Thế cái miếng đất này như thế nào? Theo ý kiến của em. Cháu em thì như theo nào cũng gật gù thôi. Vâng, theo ý kiến của em thì cái mệnh này em thấy giá nó cũng hợp lý rồi. Bởi vì là cái mệnh này còn cũng coi như là nhà mà để lại, kể cả sau này làm hàng rào để xếp đá vào thành hàng rào để nuôi gà và là nuôi nga vịt cũng được, hoặc là trồng rau cũng được. Cái mệnh này nó cũng rộng rồi, mệnh này thì được. Như cái mệnh mà gần nhà em ấy, tí trên đấy thì có bé tí giá lại 80 triệu, lại không bớt đường ấy. Em thấy giá nó cao quá anh. Rồi cái mệnh này thì được rồi. Cái mệnh này như thế này cũng được rồi. Thế là lấy giá ý kiến của Chơ. Vâng. Cái tất nhiên thì là được cái này thì sẽ mất cái kia. Ở vâng. Chỗ sau em thì là sẽ tiện hơn một chút. Vâng. Nãy Khâm cũng đo cái công tơ mét xe máy rồi. Nó không đến 400 mét đâu. Từ đây đến nhà của em là hơn 300 mét thôi. Chắc tầm đấy thôi anh. Vâng. Từ đây đến nhà của Chơ thì có hơn 300 mét thôi. Nếu mà kéo thẳng cái đường dây nước về, tất nhiên là nó vẫn còn mấy cái chỗ kia vòng vòng, dây nước thì cũng không căng được như dây điện. Vâng. Thì mình cứ ước chừng độ khoảng 300 mét dây vòi nước nữa. Thì cái chỗ này
là cũng không quá xa so với nhà trơ. Thì nước với điện, điện thì lần trước em bảo rồi thì là cho cháu dùng chung rồi là sẽ chia trao tiền. Tất nhiên là nhà em dùng nhiều hơn thì nhiều đồ hơn thì có cái, tới này nếu mà muốn nó sòng phẳng ấy, thì lắp một cái công tơ riêng của nô bên nhà em. Vâng. Đúng không? Sau đó từ đấy về là điện bao nhiêu thì nó sẽ khác tính chứ. Vâng, thì, tháng nào thì tháng nếu nào mà tháng nào thì cháu đấy không có tiền thì em trả cũng được. Đấy thì em trả trước cho vâng. Ui xe mình có vướng đường không em? Xe ô tô về. Để tí nó về nó khác. Rồi em chạy lên em nghĩ là xe mình vướng đường đấy. Vâng, em sẽ chạy đi. Chạy lên cái đường này hơi hẹp. Nói về cái đường thì là chứ không mình chưa video hôm nay không về xem là chưa chốt các bác. Thơm tiếp tục là không đợi cái câu trả lời từ anh Say về cái việc rằng là cái lối đi vào đấy, cái đó cũng là cái bác Hùng đang chờ đợi, là cái việc là cái lối đi vào cái đất của em chơi đang đứng là một cái chủ đất khác, và ngay cái chỗ đấy thì anh Say lại phải đi hỏi, đi lấy ý kiến của chủ đất bên đấy rằng là bây giờ điều kiện là để 2 mét đường vào phía đầu hồi bên này này các bác, phía đầu bên này để mình có cái lối đi vào thì thương lượng ra làm sao, thương lượng về mặt giá cả hay thương lượng về mặt tình cảm hay là thương lượng về mặt đổi đất như thế nào thì cái đấy thì anh Say anh sẽ có trách nhiệm, anh Say có trách nhiệm nếu như mình mua đất ở đây đấy thì cũng phải đợi câu trả lời từ anh Say về cái vấn đề lối đi lại đã đó. Còn san lớp mặt bằng thì đất ở đâu cũng thế rồi. Ở trên này thì cực kỳ khó khăn các bác, cực kỳ là... Không có thể đó. Xác định là thi công ở đây thì nói hơi khó khăn thì nó có thể gọi là hơi trường kỳ một tí, vì là đá đất rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như có kinh phí thì thuê người lên là cùng với kết hợp với sức của gia đình. Gia đình thì ở đây không biết rằng là có gọi được ai về hỗ trợ ngày nào không thì chưa biết. Nhưng mà cứ có nhân vật lực thì sẽ triển khai được nhanh thôi. Đá thì rất là nhiều. Thửa nào cũng nhiều đá thôi các bác. Cái thửa này thì lâu rồi đây này. Gia đình cũng trồng cây như này thì phải thừa nhận rằng là không có sự canh tác ở đây. Cái chỗ này thì còn canh tác thì các bác còn nhìn thấy một tí đất bằng. Góc quay flycam từ trên xuống thì mọi người cũng thấy chỗ này bằng bằng. Mọi người bảo cũng chỉ có mỗi chỗ này bằng thôi. Chỗ bên trên thì toàn đá rất nhiều, nhưng nếu mà mình không phá thì làm sao mà nó có bằng được kẻ ở chỗ này. Ngày trước cũng là khai phá thì đổ đất vào thì nó mới bằng thôi, đúng không? Vâng. Thì cái bên trên thì bắt buộc là sẽ phải khai phá. Còn vận chuyển vật liệu thì ở đây thì sẽ dễ hơn, không đánh giá với các bác luôn là sẽ dễ hơn là mảnh đất phía đằng sau nhà chơi nhé. Vâng. Nếu như anh Say xử lý xong lối đi nhá, là mình đổ vật liệu vào cái lối đi 2 mét đấy luôn. Vâng. Cần thiết thì là xin thuê thêm cái bên trên này, thuê thêm cái thửa của họ này này, để mình xúc vật liệu để đấy. Giống như em xin Hà ấy. Vâng. Để vật liệu các thứ ở đấy. Vâng. Thì là vật liệu xuống là chỉ việc xúc dồn xuống thôi, đúng không? Em đang nghĩ là nếu mà không thì làm thế thì đủ luôn một đống ở trên đấy, xong rồi mấy cái tấn ván cú của em không dùng đến đấy thì làm vâng, cho nó trôi xuống. Vâng, thì mình sẽ đống đinh vào xong rồi mình sẽ sút luôn vào đấy, nó trôi xuống vào đây luôn. Đấy, không thì mượn cái dây cáp của anh Mỹ ấy, vâng, là buộc vào là cho nó trôi xuống thôi. Cái này cũng gần mà anh, này gần mà. Cái này gần nhưng mà dưới góc độ là gạch các thứ ấy. Vâng. Thì nếu mà được thì lại bảo anh Mỹ mượn cái dây cáp, mình không cần máy đâu, mình chỉ lấy dây, mình thiết kế làm sao là mình cho vào là mình thả xuống là nó theo đây xuống đây luôn. Vâng. Đúng không? Thì không đảm bảo là vật liệu thì sẽ dễ hơn là mảnh đất tả luy dương phía bên đằng sau trơ. Sau khi video này phát sóng ở bước trước đó thì Khâm cũng cảm ơn rất nhiều quý khán giả đã đóng góp cho Khâm là nếu như là mua ở đây thì thả mua phía đằng sau nhà trơ. Thả mua phía đằng sau nhà trơ thì cậu cháu sát nhau đấy. Không phải cách nhau hơn 300 mét như này nữa đâu. Nhưng mà trong quá trình vật liệu về ấy, xúc lên rất vất vả. Chắc là phải thuê đấy nếu như không có người. Vâng. Mỗi chuyến vật liệu mình về thì bột đá này, gạch này cứ cõng lên như này thì không lấy là còn vất hơn.
nên là không không muốn là thực hiện công trình bên Tả Lê Dương đâu, nó cũng sẽ pha đá. Mảnh đất kia thì mọi người xem cũng không khác gì cái này Là Bao, chính xác là không khác gì Là Bao, nhưng mà cái chiều mọi người thấy không, cái chiều dài em bó em mà chỉ đúng 10 mét thôi. Chiều rộng là bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng mình đo theo chiều cạnh huyền này là cũng được 10 mét. Thế thử hỏi là cái chiều mặt phẳng ngôi nhà liệu có được khoảng 7 mét không? Chắc không đến. Đấy. Thì một cái diện tích rất là khiêm tốn mà cái giá 80 triệu. Giả sử như các bác là người đi mua thì mọi người đặt mình vào vai trò của Khâm thì liệu có mua được cái mảnh đất hay không? Mà như anh Say nói, không giấu giếm thì các bác, đất ở trên này là đất hàng năm khác, đất cây à, đất đất nông nghiệp đấy, nông nghiệp với hàng năm khác gì đấy, cây lâu năm gì đấy, gần như là nó chung chung như thế, không phải đất, chưa phải đất thổ cư mà bán giá như thế là đắt quá, đắt quá. Mọi người xem lại video đấy, các bác xem lại chắc chắn là các bác cũng không mua đâu. Mà chủ đất thì không một tí khiêm nhượng, mình vừa mới chê một câu thôi, bảo là cái đối với cái giá này mà em nói so với cái diện tích mảnh đất này thì anh thấy là đắt. Nói một câu đấy thôi là ông ấy xuống, ông ấy một mạch là ông ngồi xe ông đi luôn đấy. Nói chung là không có một tí gọi là thiện chí nào cả, thì thông cảm, các bác thông cảm, và bác cũng không không có không có chốt mảnh đất đó rồi mọi người nhé, anh em mình không quay lại thì đàm phán cái mảnh đất đấy rồi các bác nhé. Thế thì đối với cái diện tích này là nó cũng y chang cả cái mảnh nương của em phó bên kia, nước nuôi mọi thứ thì như Khâm nói rồi, có lẽ là sẽ từ nhà của em về Vâng, nối nối luôn đấy. cái Vòi vòng mới còn để ở nhà đúng không, vâng, em mới dây còn điện còn thừa cũng để ở nhà đúng không? Thì là mình sẽ có một cái tiền đề sẵn, vâng, trước mắt thì là cũng như dùng của thế, em thôi, nhưng mà vâng. bây giờ phải đợi đợi anh Say trả lời thêm về, đầu tiên là cái pháp lý mảnh đất cho nó rõ ràng hơn. Vâng. Ừ. Cái thứ hai là xem là có ngoại giao được cái lối đi không. Đấy. Và sau đấy thì là bác Hùng sẽ có những cái câu trả lời tiếp theo cho anh em mình cũng như là quý khán giả các bác nhé. Thế thì hôm nay thì sơ bộ là Khâm cập nhật như vậy cho tất cả các bác được biết về hành trình mua đất cho em Nu, cháu của Trơ. Ngày hôm nay thì video đến đây thôi. Xin cảm ơn bác Hùng cùng toàn thể quý nhà hảo tâm. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nhé. Xin chào.